Quý vị thân mến, những ai trong chúng ta ở đây có thể tin rằng ma có thể giao hợp với người sống hay không? Hãy cùng theo dõi câu chuyện sau đây nhé. Đã mấy chục năm kể từ khi Lữ Khúc nằm xuống, tôi vẫn mơ hồ không hiểu, không minh bạch câu chuyện về một cái chết đã được báo trước này. Có hay không những câu chuyện giao cảm giữa hai cõi âm dương? Có hay không những câu chuyện ma mà người đời thường kể cho nhau nghe? Trong nhiều năm nằm ấp trên miền thượng du Bắc Việt Nam, tôi đã có phen lạc vào trong rừng cả một buổi, đã cầu mong gặp được một hiện tượng bất bình thường. Nhưng chưa bao giờ gặp ma. Vào khoảng năm 1958, khi phụ trách một lớp bổ túc nghiệp vụ, tôi đã thấy cả chục nhân viên nằm chung trên một bộ ván dưới cái nóng nung người của máy tôn. Khi được hỏi lý do, anh em đáp vì nằm trên những giường vải cá nhân, cứ đêm đêm lại mơ giao hợp với ma nên phải nằm sát bên nhau cho đỡ bị kiệt sức. Tôi vốn không tin chuyện ma quỷ hiện hình nên đã thử nằm ngủ một đêm trên giường vải, nhưng hoàn toàn không có chuyện gì cả. Thế mà từ khi Lữ Khúc bắt tay tôi và ngỏ lời vĩnh biệt, cho đến khi nghe tin Lữ Khúc nằm xuống, tôi đâm hoang mang. Phải chăng quả có một hồn ma bắt? Trong cuốn nhật ký mà Lữ Khúc còn để lại, có ghi rõ ràng câu chuyện này. Tôi xin phỏng thuật lại dưới đây. Tin Lữ Khúc nằm xuống vì tai nạn xe hơi khiến cả láng bàng hoàng. Tuần trước, chúng tôi mới nhận được thư anh gửi qua đường bưu điện. Bức thư vỏn vẹn có mấy dòng chữ. Các bạn thân mến, trong tháng này mình đi, chưa biết bằng cách nào các bạn ở lại mạnh giỏi. Câu chuyện mình đã kể trong láng là hoàn toàn có thật. Mình đã bắt tay vĩnh biệt từng bạn, chẳng ai tin là mình sắp nằm xuống. Nhưng rồi các bạn sẽ nhận được tin này. Hãy cầu nguyện cho hương linh mình chóng siêu thoát. Lữ Khúc. Láng mà chúng tôi tạm trú trong thời gian ở Phước Long là một căn nhà tranh, cột kèo bằng tre già, lợp lá gòi. Hồi đó, chúng tôi đang cùng nhau đi thực tập trong một chương trình nông lâm. Cũng may, ai nấy đều đã trải qua cuộc sống hướng đạo sinh, nên dù ở trong rừng và chỉ với 7 ngày lương khô, chúng tôi cũng đã thực hiện được những bài học về mưu sinh, thoát hiểm, nên đã sống vui mấy tháng trên rừng. Có điều từ ngày Lữ Khúc xin rút tên khỏi khóa học, khăn gói trở lại miền xuôi, láng chúng tôi không còn ồn ào, vui vẻ như trước vì hàng ngày vẫn tiếng hát của Lữ Khúc. Chiếc mandolin qua hai bàn tay phù thủy của Lữ Khúc luôn phát ra những âm điệu xéo sắc hòa với giọng ca trầm ấm của anh. Đột nhiên tháng trước đây, Lữ Khúc hoàn toàn đổi khác. Nhiều đêm, anh ra đứng ngoài láng, nhìn lên không hồi lâu. Khi đã quá khuya, chúng tôi phải ra kêu anh vô nghỉ, hỏi có tâm sự gì chăng? Anh lắc đầu, không có gì. Câu chuyện mà Lữ Khúc nói đã kể trong láng là có thật, đầu đuôi như sau. Hôm ấy trời mưa lớn, Sài Gòn thường có những trận mưa bất ngờ, ào ào trong 5-3 phút, rồi trời lại nắng ráo. Giữa một trận mưa như thế, Lữ Khúc đang lái chiếc xe trên đường từ Hạnh Thông Tây về Thị Nghè vào khoảng 7 giờ chiều. Thốt nhiên phản ứng tự nhiên khiến anh Đập Thắng dừng xe lại, vì bên lề đường có một bóng đen đang giơ tay vẫy Lữ Khúc, hạ kính xe bên phải xuống. Một giọng nữ cất lên: "Xin ông vui lòng cho quá gian một lát." Khúc với tay mở cửa xe, chờ cô gái ngồi bên cạnh. "Cô đóng cửa xe giùm, xin cho biết cô muốn đi tới đâu?" Cô gái vui vẻ: "Cảm ơn ông nhiều, xin ông cho tôi tới khu nghỉ trang trước đây thôi." Khi xe gần tới nơi, cô gái chỉ tay: "Nhà má em ở trong hẻm này, số 77A. Khi nào có việc ghé qua, xin mời ông quá bộ vô uống ly trà." Lữ Khúc dừng xe trước một ngõ hẹp, có hai hàng cây sau đũa,
cô về. Cảm ơn ông. Không có gì, cô... Dạ, em tên Di. Chào ông. Tối hôm đó về đến nhà, trong khu cư xá ngân hàng bên Thị Nghè, Lữ Khúc mãi lo làm một số công việc dịch vụ, hầu như không còn nhớ lại chuyện cô gái tên Di xin quá gian xe nữa. Nhưng sau khi đi nằm, tự nhiên chợt thấy một bóng người xuất hiện ngoài khung cửa sổ. Lữ Khúc mở cửa và nhận ngay ra người vừa tới. Cô Di, khuya rồi, có việc gì mà qua đây vậy? Di mỉm cười. Em không ngủ được, nên đến rủ ông ra ngoài ngắm trăng. Như có một động lực vô hình thúc đẩy, Lữ Khúc theo Di ra vườn cây. Di kéo tay Khúc, dìu anh ngồi xuống chiếc ghế dài do Hội Hoàng Cầu Khải Tượng tặng thành phố Sài Gòn. Ngón tay nàng chỉ lên cao. Ông xem, trăng đẹp biết chừng nào. Lữ Khúc thấy trong người lân lân như say rượu. Ánh trăng không đủ sáng cho anh nhìn rõ khuôn mặt Di, nhưng đã nhận ra cặp mắt nàng long lanh như có ngấn lệ. Hình như cô không được vui. Di gật đầu. Em sắp phải đi khỏi khu vực này, e rằng sẽ không còn được gặp ông nữa. Lữ Khúc ngạc nhiên. Vì sao? Em có nhiệm vụ phải kiếm một bạn đồng hành đến một nơi đã được chỉ định để hoàn thành một sự ủy thác. Nhưng đã mấy năm rồi, không ai chịu làm bạn với em hết. Hoặc có người thương cảm em, muốn đi theo em, nhưng em lại không đành chấp nhận. Bởi ảnh còn có gia đình. Nay thì thời hạn của em chỉ còn 49 ngày nữa, mà em hầu như không còn hy vọng tìm được người đi cùng. Hậu quả là em phải đi khỏi khu vực này, vì thời gian dành cho em có hạn. Lữ Khúc tỏ vẻ không hiểu. Sao Di lại cần phải có người đi theo? Di ngần ngại. Tại em đã vì tình thương mà không quyến rũ một người mà em có nhiệm vụ bắt đi theo. Cũng do người ấy chưa đến số phải ra đi, nên em phải chịu một hình phạt. Chưa biết đến bao giờ mới được đầu thai. Không có người đi theo, Di phải rời bỏ khu vực này, rồi Di sẽ ra sao? Di lắc đầu. Em cũng không biết ra sao nữa, nhưng chuyện phúc họa không lường, mà đối với em á thì may nhiều rủi ít. Lữ Khúc khẳng khái. Tôi sẽ đi với em. Nhưng anh còn công danh sự nghiệp. Tôi không có gia đình mà công danh. Sự nghiệp thì còn xa vời quá. Nếu Di muốn, hãy cho tôi theo. Tôi chấp nhận may rủi, miễn là giúp Di được giải thoát. Di cúi đầu. Để em coi, em có duyên với ông không đã. Có tiếng gà gáy sáng, Di hốt hoảng. Em phải về, nhớ khi nào có dịp, ông ghé thăm em. Tôi hứa với Di. Một buổi chiều sau đó, Lữ Khúc lái xe qua con đường cũ. Anh đậu xe bên lề đường, rồi mang theo ngõ hẹp vô số nhà mà Di đã cho. Một bà già mở cánh cửa bước ra. Xin lỗi, ông hai muốn kiếm ai? Lữ Khúc vui vẻ. Dạ, thưa bà bác, xin cho cháu gặp cô Di. Ông hai theo tôi. Lữ Khúc lặng lẽ bước theo bà già. Đến trước một ngôi mộ cỏ mọc xanh bà già chỉ tay vô thanh gỗ có viết tên người quá cố. Cháu đó. Khúc thẫn thờ nhìn dòng chữ. Hồ Thị Di, sinh năm 1940, mất năm 1962. Khi ngoảnh lại, Khúc thấy bà già đang trở lại nhà. Anh chắp tay, cúi đầu trước mộ. Di, thì ra Di là người cõi khác. Nhưng dù sao thì chúng ta cũng có duyên với nhau. Hiện nay anh không còn gì ràng buộc nữa. Tôi tự nguyện sẽ là người bạn đồng hành cùng của Di. Khúc mơ hồ nghe có tiếng Di vang lên trong ngọn gió mát lạnh từ đâu tới. Hãy theo em.